Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thu Hằng, rất vui lại được tiếp tục đồng hành với quý thính giả trong chương trình hôm nay cùng với vị khách mời quen thuộc, nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Xin chào thính giả đang theo dõi chương trình Đài Bà 30 Cộng, rất vui khi được trở lại với mọi người. Anh Tú này, tôi cho rằng là phụ nữ ngày nay hấp dẫn hơn là bởi mỗi người đều tồn tại một cái tôi rất là riêng biệt. Anh có đồng tình với tôi không ạ? Tôi nghĩ rằng là nếu như một người phụ nữ mà mất đi cái tôi thì đó là một người phụ nữ khá ư là nhàm chán. Và tôi hoàn toàn ủng hộ người phụ nữ giữ được cái tôi của bản thân. Dạ vâng, và chương trình hôm nay với chủ đề cái tôi của người phụ nữ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đúng là cái thời của các dì, các mẹ thì vẫn theo cái quan niệm của cụ là lấy chồng là theo chồng. Nhưng mà nhiều khi thì mình cũng bực mình vì là cái gì mẹ cũng phải có ý kiến của bố mới lại dám quyết ấy. Ngày nay thì phụ nữ rất là cá tính và họ biết giữ cái tôi của chính mình, nên là mình thấy là họ rất quyết đoán và mạnh mẽ và không phụ thuộc vào ai cả. Mình thì cũng là phụ nữ nên là mình cũng rất thích những người phụ nữ như thế. Và đó thì cũng là cái điều mà mình luôn hướng đến. Người ta hay nói cái tôi của đàn ông thì rất là cao, hay là đàn ông không chịu thay đổi bản thân, hay là gia trưởng. Nhưng đối với tôi thì tôi lại nghĩ dù là đàn bà hay là đàn ông cũng đều có cái tôi của riêng mình. Nhưng khi đã sống với nhau thì phải biết dung hòa, không thể mang cái suy nghĩ của riêng mình để áp đặt lên người khác được. Ai cũng có cái tôi riêng của mình, nhưng mà tôi cho rằng cũng cần phải biết tiết chế, không phải là thích nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, mặc kệ cảm nhận của người khác. Nếu mà hai vợ chồng lúc nào cũng giữ cái tôi của mình thì chắc chắn là cuộc sống vợ chồng sẽ rất là ảnh hưởng và thậm chí có thể là không sống chung được với nhau. Anh Tú này, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là mỗi người đều có những cái suy nghĩ riêng về cái tôi của người phụ nữ. Cái tôi cá nhân đem lại cho người phụ nữ cái sự hấp dẫn và thú vị hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng có người cho rằng nó là cái con dao hai lưỡi, nó cũng có thể khiến người phụ nữ trở nên không thú vị chút nào ạ. Chính phải xác, không anh chính Anh Tú? Xác. Có những người phụ nữ mà để cái tôi của họ cao quá có thể khiến cho cô ấy trở thành một cái người ích kỷ, cô ấy trở thành một người đòi hỏi, cô ấy trở thành một người không biết điều. Nó khiến cho cái người sống cùng hoặc là những người đang sống xung quanh khó để mà có thể hòa hợp được. Và với những cái người phụ nữ mà để cái tôi của họ lấn át như thế thì kể cả trong một mối quan hệ tình bạn nó cũng không ổn, huống chi đấy là một cuộc hôn nhân. Vâng. Và hiện nay thì có không ít người phụ nữ pin vào cái tôi cá nhân để có thể thể hiện mình, thậm chí là muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ rằng là với những cái người phụ nữ như thế thì là họ đang không hiểu cái tôi cá nhân, họ đang thể hiện sự ích kỷ, thể hiện một cái hạn chế trong tầm nhìn. Tôi đã từng chứng kiến những người phụ nữ như thế, những người phụ nữ tôi là nhất, tôi là tất cả, tôi nói mọi người phải nghe và không bao giờ muốn nghe bất kể ai nói, cho dù là họ vẫn cứ nói rằng họ đang rất vô cùng lắng nghe, nhưng mà họ nghe theo cái suy nghĩ của họ, họ mặc định theo cái quan niệm của họ, thì rõ ràng đó là người không biết lắng nghe. Và cái tôi dù thế nào chăng nữa thì vẫn phải bao gồm cả cái sự lắng nghe. Ôi trời ơi, chán quá cậu ơi. Làm sao? Kể xem nào để xem bạn có giúp được cái gì không nào. Ôi trời ơi, thì vẫn những cái câu chuyện cũ ấy. Chả có cái gì mới mẻ cả, nhưng mà làm tôi mệt mỏi quá cơ. Ôi trời ơi, không thể nào mà chịu nổi. Cứ về nhà nhìn thấy mặt lão chồng ấy lại càng thêm bực thôi. Ôi trời ơi, mỗi người một quan điểm sống, một cách sống. Cậu cứ đòi hỏi người khác phải theo ý mình là sao? Ôi, nhìn chồng bạn bè xung quanh thăng tiến này khác, mình cũng chạnh lòng quá cơ. Cậu xem nhá, tôi có đến nỗi nào đâu. Mặt mũi cũng được này, địa vị cũng được này, thế mà chồng thì, ôi giời ơi, cứ an phận thủ thường như thế này thì không thể nào mà chịu được. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cậu chỉ là đang vì mình ý, chứ còn chả vì người khác, vì chồng, vì con một tí nào cả. Cái tôi của cậu quá lớn ý, không muốn thua kém ai cả. Trời. Nhất là bây giờ ý, cậu cũng có vị trí cao cho công ty, thì cậu lại càng đòi hỏi hơn, không nên thế đâu. Ơ, thế cậu nói thế là sao? Cậu thử nghĩ xem nhá, con cái cậu cũng ép phải học đủ các thứ trên đời để cho bằng bạn, bằng bè. Giờ đến chồng cậu cũng đòi hỏi. Mà trong khi đấy, cậu lấy được một ông chồng như thế là quá được rồi còn gì. Không rượu chè, cũng vài bà gái hú một tí nào. Ôi giời ơi, con cái thì ngoan ngoãn, cẩn thận nha, xôi hỏng bỏng không đấy. Anh Tú này, qua tình huống vừa rồi cũng như anh vừa nói đến cái tôi quá lớn ạ, thì khi người phụ nữ càng thành đạt thì dường như cái tôi của họ càng trở nên lớn hơn phải không ạ? Chính xác là như thế, bởi vì có nhiều người phụ nữ rất là tự tin,
nó là một cái điều rất tuyệt vời. Gặp một người phụ nữ tự tin thì đó là cái sự quyến rũ. Đàn ông chúng tôi luôn luôn bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ tự tin. Nhưng khi cái tự tin đó nó quá lên, nó chèn ép tất cả mọi thứ, và thậm chí rằng là nó có ý định áp đặt người khác theo họ, và cho rằng tất cả những gì người khác nói đều bất ổn, thì rõ ràng cái tôi nó lớn đến mức nó đè bẹp tất cả những người xung quanh. Và tất nhiên chúng tôi sẽ không bao giờ có thể thích thú được với một người phụ nữ như thế. Và cũng có ý kiến cho rằng là dường như ngày nay cái tôi cá nhân của người phụ nữ nó trở nên lớn quá. Dù là họ kể cả không có những cái thành đạt trong cuộc sống, cũng không phải là có những cái địa vị nhất định đâu ạ, mà họ chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Thế nhưng mà chính vì cái tôi quá lớn này, nó khiến cho là chỉ cần ai đó làm tổn thương họ một chút, họ đã tỏ thái độ. Và đôi khi những cái mâu thuẫn này nó đến từ những cái chuyện rất nhỏ. Tôi hiểu ý của Thu Hằng, bởi vì chúng ta đang nhìn thấy một vấn đề trong cái cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ. Chúng ta đang vẽ ra khá nhiều những cái gương phụ nữ yêu bản thân. Thậm chí cả cá nhân tôi cũng thế, tôi cũng thường xuyên khuyến khích phụ nữ là hãy yêu bản thân đi, hãy biết giá trị bản thân đi, hãy thế này thế nọ. Và dẫn đến là nhiều người phụ nữ ảo tưởng về bản thân. Cho nên là tôi rất thích một cái câu mà giới trẻ họ vẫn đang sử dụng, là không sợ những kẻ không biết mình là ai, nhưng sợ nhất là những kẻ cứ nghĩ mình là ai. Quả thực rằng là có khá nhiều những người phụ nữ nghĩ rằng mình là ai, bởi vì lúc nào họ cũng đặt cái tôi của họ, cái quyền lợi của họ, dẫn đến một cái chuyện rằng là đàn ông chúng tôi rất khó để mà có thể đối thoại. Dạ vâng, không những thế thì cũng không ít người phụ nữ còn cho rằng là cái sự hy sinh của mình trong gia đình rất là lớn, nên họ cho rằng là mình xứng đáng được người khác chiều chuộng, thậm chí là nghe theo mình. Và tôi nghĩ rằng là suy cho cùng thì có lẽ đó là do họ quá yêu bản thân mình nên mới dẫn tới cái hành sự ích kỷ như vậy, phải không? Tôi là cái người mà lúc nào cũng cổ suý cho cái việc yêu bản thân. Tuy nhiên nếu mà yêu bản thân bất chấp tất cả những người khác, tức là cái tình yêu của mình dành cho bản thân xâm phạm đến cái cuộc sống chung, xâm phạm đến những cái quyền lợi chung, thì rõ ràng đấy là một cái sự ích kỷ. Chúng ta yêu bản thân không có nghĩa rằng là chúng ta ghét những người khác. Đôi khi trong cái mối quan hệ, để mà đạt được cái sự công bằng, chúng ta yêu chúng ta bằng đúng ta yêu chồng, thì rõ ràng cái cuộc hôn nhân đó sẽ hạnh phúc vô cùng. Nếu như mà chúng ta cho rằng tất cả những gì chúng ta làm là chúng ta đang hy sinh, chúng ta đang dốc lòng và chúng ta đòi một cái đáp lại, thì rõ ràng là cái hy sinh đó, cái hết lòng đó đều là những cái giả tạo. Tức là lúc nào cũng bảo là đấy, em đã thức trắng đêm để em làm cái bát giả cầy này cho anh rồi, em đã đổ đi 5 lần 7 lượt rồi, thế tại sao anh không ăn, tại sao anh chê. Rõ ràng đấy là một cái sự áp đặt. Và với những cái người mà có mục đích kiểu như thế thì không có ai có thể đem đến hạnh phúc cho họ, bởi vì những cái thứ họ hy sinh đều có mục đích. Tôi nghĩ là đấy không phải là tình yêu nữa, đấy là sự đánh trắng. Vào một khoảng lặng giữa những bộn bề của cuộc sống, bất chợt tôi nhớ đến chính mình của một ngày xưa rất xưa, hồn nhiên và trong trèo. Cái thời được sống với chính mình, bực dọc có thể gào thét, buồn có thể bật khóc, vui có thể nở nụ cười. Không cần gồng mình trong những lo toan, càng không phải kìm nén những buồn đau mà bấy lâu muốn giấu. Cuộc sống đôi khi bị bủa vây xung quanh bởi muôn ngàn sợi dây trói buộc vô hình. Và từ một người năng nổ, tôi phải kiềm chế, thu mình lại để tự tạo vỏ bọc, che chắn bản thân, khép lại cá tính bản thân, những mong muốn, cảm xúc. Có đôi khi tôi cảm thấy thật là nhạt nhẽo và vô vị. Và rồi vô tình, tôi nhận ra tôi đã biến mình thành diễn viên không chuyên, đứng trên sân khấu cuộc đời mình. Bởi chỉ có như thế mới là không có gì sai trái, không làm hại đến ai, và quan trọng là để gia đình được yên ổn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi là ai, tôi là cái gì trong cuộc sống này, và cái tôi của mình ngày xưa đâu rồi. Thưa anh Tú, từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta cũng đã bàn rất là nhiều đến những cái tôi cá nhân. Thậm chí là khi cái tôi cá nhân quá lớn thì cũng khiến cho người phụ nữ trở nên xấu xí trong mắt người khác. Tuy nhiên trong tiết mục Phiên Bản Âm thì tôi muốn đề cập đến một cái góc khuất khác. Đó là đúng như tâm sự của người phụ nữ mà chúng ta vừa nghe, đôi khi trong cuộc sống hôn nhân người phụ nữ phải gạt bỏ cái tôi của mình rất là nhiều để có được cuộc sống êm ấm, khiến cho họ không còn là mình nữa. Hôn nhân là một cuộc gọt rũa, một cuộc gọt rũa vô cùng đau đớn.
mỗi chúng ta, trước khi chúng ta đến gặp nhau thì chúng ta đều là hai mảnh ghép. Và khi mà hai mảnh ghép đó mà muốn khít lại được vào với nhau và trở thành một mảnh ghép vừa vặn thì cả hai đều phải tự cắt gọt những cái ba via, thậm chí là tự khoét chính cơ thể của mình để mà có thể phù hợp được với cái dư thừa của đối phương. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ đòi hỏi rằng là đối phương phải thay đổi để phù hợp với ta thì rõ ràng không bao giờ chúng ta có được một cái sự hoàn hảo như thế. Và rất đáng tiếc khi phải nói rằng là không có một cuộc hôn nhân bền vững nào, không có một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc nào nếu như cả hai không phải tự làm mình tổn thương để mà có thể là vừa vặn với đối phương. Mọi người cứ nói rằng là không cần phải hy sinh, không cần phải thế này thế nọ, nhưng cái duy nhất mà chúng ta cần phải nhớ đó là đôi khi chúng ta phải hy sinh cái tôi cá nhân, đôi khi chúng ta phải từ bỏ một cái điều gì đó để mà chúng ta có được một cái chứng nhất. Từ bỏ cái tôi cá nhân thì người đàn ông mới là cái người mà khó từ bỏ nhất, bởi vì người đàn ông vẫn quen cái thói gia trưởng. Từ bé chúng tôi không hề được cha mẹ dạy làm chồng như thế nào, trong khi tất cả những người phụ nữ đều được học cách làm vợ thế nào. Tuy nhiên đứng trước một sự thay đổi của vợ và cả hai vợ chồng cùng đan bàn tay lại với nhau thì rõ ràng chúng ta có thể là đi xa hơn được nữa. Vâng, thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc là khi đã kết hôn rồi, khi đã có gia đình rồi thì phải gạt hoàn toàn cái tôi của mình, đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì một phần trong con người chúng ta, những cái thứ mà khiến cho chồng chúng ta yêu chúng ta thì tại sao chúng ta không giữ? Nếu như chúng ta không giữ cái điểm đặc biệt đó thì một ngày nào đó chồng chúng ta sẽ phải đi tìm cái điều đó ở những người phụ nữ khác. Có một thực tế là không ít anh chồng khi mà người vợ đã cố gắng hạ cái tôi cá nhân của mình xuống rồi thì người chồng lại tỏ ra coi thường vợ, không coi trọng vợ nữa. Vậy theo anh thì với cả người đàn ông và người phụ nữ, khi đã kết hôn rồi thì làm thế nào để vẫn giữ được cái tôi cá nhân nhưng nó lại không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình? Nếu như gặp một số người đàn ông mà khi người vợ đã hạ cái tôi của mình xuống thì đồng nghĩa với việc người chồng đã đẩy cái tôi của họ lên, thì tôi cho rằng đấy là một bi kịch. Và cái bi kịch đó là một cái thứ sẽ xảy ra cho dù là cái người phụ nữ đó có đẩy cái tôi của họ lên đi chăng nữa, thì nó vẫn không giải quyết được vấn đề. Bởi vì bản chất của vấn đề ở đây là anh chàng kia không có nhu cầu cùng nhau với người phụ nữ đó, mà rất nhiều người phụ nữ đã lấy phải những người chồng như thế. Và đương nhiên rất khó để mà chúng ta nói rằng là thôi ly dị đi, thôi chia tay đi, nhưng mà rõ ràng đấy bản thân là một sự thất bại trong hôn nhân. Thì người vợ có làm thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề ở trong cái câu chuyện đó. Nên tôi vẫn nói đấy là những người chồng hỏng hóc, những người chồng không thể sửa chữa được nữa. Còn làm thế nào để cho cả hai vợ chồng có thể là điều hòa được cái tôi, cả hai vợ chồng có thể tự gọt rũa mình để mà giữ cái tôi tích cực và gạt đi những cái tôi tiêu cực, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta lại cần đến một cái thứ khác, đó là cái chung. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhìn với nhau về một cái chung, chúng ta cùng xây dựng một cái chung như thế. Làm thế nào để cái tôi chung đó, cái thứ mà cả vợ và chồng đang đóng góp vào đấy, nó ngày càng lớn. Nó càng lớn bao nhiêu thì cái cuộc hôn nhân đó, cái cột trụ đó nó sẽ càng vững bấy nhiêu. Cho nên là cuối cùng thì vẫn là cái chung. Làm thế nào để chúng ta có thể nói được cái từ là chúng tôi, chứ không phải là tôi hay là anh, nó không phải là tôi hay là em. Vâng, cảm ơn anh Tú về những chia sẻ vừa rồi ạ. Chương trình Đàm Bà 30 Cộng với chủ đề Cái tôi của người phụ nữ đến đây là hết. Thu Hằng và nhà văn Hoàng Anh Tú xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.